Câu chuyện bà được báo mộng đi tìm thai nhi khiến người ta nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng là lời nhắc nhở cho mọi người tránh sự vô tâm, thờ ơ khi nỡ tay vứt bỏ những hài nhi vô tội, đáng thương. .1 Vợ chồng chuyên an táng hài nhi bị vứt bỏ. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Mến ở thôn Đại Lãm, Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang đã âm thầm làm một việc rất đỗi lạ lùng là chôn cất và dựng nghĩa trang cho những hài nhi bị vứt bỏ. Nhiều năm trước, con gái thứ hai về quê chơi khuyên bố mẹ không có điều kiện để làm từ thiện thì có thể lấy đất của gia đình xây nghĩa địa hài nhi tội nghiệp bị vứt bỏ để làm phước. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng, ông bà quyết định sẽ làm theo lời con. Việc đầu tiên là ông bà cắt một phần ruộng nho nhỏ để xây dựng nghĩa địa. Bất chấp sự dị nghị của làng xóm, họ vẫn liên hệ với người quen ở bệnh viện tỉnh Bắc Giang để xin hài nhi. Nhưng cả hai vợ chồng bà Mến vẫn không thể ngờ được tại sao có quá nhiều hài nhi đến vậy, nên lúc đầu nghĩ chỉ cần vài chục mét vuông là đủ, nhưng thực tế số lượng hài nhi ngày càng nhiều, gấp 3 dự tính ban đầu. Thời gian đầu, con trai là người đi thu gom những hài nhi xấu số, nhưng sau đó anh đã đi xuất khẩu lao động nên họ đã nhờ y tá quen gom hài nhi rồi sau đó đóng gói như gói quà gửi về bằng xe bus. Thời gian đầu khi chưa có tủ cấp đông nên họ phải chôn ngay, hai vợ chồng đã làm vệ sinh, tắm rửa bằng nước lá rồi gói ghém cẩn thận, đặt vào những hộp sữa mà vợ chồng bà xin được, sau đó mới mang ra nghĩa địa chôn cất. Sau này vì một lần vô tình bị lộ nên xe bus không đồng ý cho ông bà chuyển hài nhi nữa. Tưởng như nhiệm vụ của mình chỉ đến đó là hết, nhưng dù không phải tự gom như trước nhưng thi thoảng ông bà vẫn nhận được những hộp quà treo lủng lẳng trên cây bàng trước cổng nhà. Một tổ chức thiện nguyện đã mua tặng vợ chồng họ một chiếc tủ giữ đông nên giờ đây cứ khoảng 10 ngày họ mới đưa các bé ra nghĩa địa. Nhiều người cũng biết hai vợ chồng thu xác hài nhi nên nhiều người treo ở cây bàng trước nhà ông bà. Hai vợ chồng bà Mến cứ thầm lặng chôn cất các hài nhi như thế nhưng họ không ghi chép đầy đủ, nhưng suốt nhiều năm qua, họ ước lượng nghĩa địa chôn cất là khoảng 6.000 thai nhi. Cả bà Mến, ông Việt đều khoe rằng chả biết có phải được linh hồn các hài nhi phù hộ không mà suốt 6 năm qua ông bà chẳng bị ốm đau, bệnh tật gì hết. 2. Chuyện bà được báo mộng đi tìm thai nhi. Nhiều năm chôn cất các hài nhi, bà Mến từng chứng kiến về một chuyện khá lạ. Bà cũng đã kể lại và khiến ai nghe cũng phải rùng mình vì sự trùng lặp đáng sợ của nó. Chuyện về một người bà được báo mộng đi tìm thai nhi của cháu diễn ra vào khoảng năm 2014. Người đó đến từ Dốc Sàn, xã Phương Sơn cùng huyện Lục Nam tìm đến gia đình bà muốn xin nhận lại hài nhi con dâu bà đã vứt bỏ. Hôm ấy, vợ chồng bà đang nhổ hành ngoài ruộng thì bất chợt thấy một người đàn tên là Hát Hớt Hải tới tìm. Bà Hát kể lại rằng khoảng 3 năm trước người con dâu của bà mang thai, do thai nhi bị dị tật nên bác sĩ khuyên bỏ. Con dâu bà trẻ người non dạ nên sau ca phẫu thuật không quan tâm hay để ý gì đến hài nhi tội nghiệp vừa bị vứt bỏ. Không lâu sau đó cô con dâu đã lại có tin mừng. Lần này cô sinh được một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Thế nhưng, từ ngày đứa bé chào đời thì gia đình bà khó yên, khi thì mất tiền, mọi người thường xuyên mâu thuẫn, lúc lại ốm đau liên miên. Nhận thấy mọi thứ tự nhiên lâm vào cảnh khó khăn nên bà tự hỏi nguyên nhân do đâu. Nhiều người ở quê cho rằng có thể là do chuyện mồ mả nhà mình có vấn đề. Từ cơ sở nạo phá thai ấy thì bà ta biết cháu mình được gia đình bà Mến đón về chôn cất nên mới tới đây để tìm. Câu chuyện bà được báo mộng đi tìm thai nhi được bà Mến kể lại khiến ai cũng rùng mình. Người đàn bà tên Hát kể lại, mấy ngày nay em không ngủ được, cứ chợp mắt là mê man linh tinh thôi. Em mơ thấy cháu nhà em bác ạ, đứa lớn mà con dâu em đã bỏ ấy. Nó nói nó muốn về nhà, em lên đây cũng là để xin với hai bác cho đón cháu về. Thế nhưng lúc đó, nghĩa trang đã có vài nghìn hài nhi thì làm sao tìm được bé ở mộ nào. Nhưng bà Hát khẳng định rằng con dâu biết con mình nằm ở đâu vì nó cũng đang có sợi dây liên kết với con khi nó rất ân hận với việc mình làm. Dường như sợi dây mẫu tử đã mách cho con dâu của bà biết chỗ thằng bé nằm. Bà Hát khẳng định, mấy đêm trước bà được báo mộng cháu bà nằm trong một chiếc hộp có hình con chim, là ngôi mộ thứ 8 thuộc hàng thứ 2.000 từ ngoài vào. Dù không tin vào lời bà Hát nói lắm nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, vợ chồng bà Mến đành phải gật đầu ưng thuận. Vài hôm sau, vào đúng ngày rằm, bà Hát trở về đây cùng mấy người đàn ông lực lưỡng giúp đào mộ. Ra nghĩa trang, sau khi làm xong các thủ tục nhang khói, mấy người đàn ông ấy đã tiến hành quật mộ. Họ khai quật mộ ở hàng thứ 2, ngôi thứ 8 nhìn từ ngoài vào nhưng phá xong nắp mộ. Những chiếc quan tài bằng hộp sữa được mọi người liên tiếp đưa ra nhưng không thấy có hộp nào có hình con chim. Mỗi mộ chứa đến mấy trăm hài nhi, được xếp đều theo từng tầng và chỉ cách một lớp đất mỏng nên khá khó tìm. Nhưng cuối cùng họ cũng tìm ra một hộp sắt lấm lem đất, và khi ai nhìn thấy chiếc hộp vợ chồng bà Mến rụng rời chân tay khi chiếc hộp đúng là có hình con chim. Kết quả khiến những ai có mặt đều bàng hoàng, bởi lẽ nó đúng như lời của bà Hát miêu tả. Bà Mến kể lại, hôm đó, xác hài nhi về nhiều quá, số hộp sữa vợ chồng tôi tích sẵn không đủ,
vẫn còn thừa một hài nhi đã có đủ hình hài. Thiếu hộp sữa, vợ chồng tôi chạy khắp xóm xin. Cuối cùng xin được một vỏ hộp sơn có hình con chim đại bàng, nhưng bà cũng không hề nhớ gì tới điều đó cho đến khi bà Hát tìm ra chiếc hộp đựng cháu mình.